thu giữa đại dịch Covid-19. Trong mắt trẻ thơ thì Tết Trung thu vào ngày rằm tháng 8 âm lịch hàng năm là đêm rằm vui nhất, đẹp nhất. Mặt trăng tròn trịa viên mãn, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu sáng muôn nơi. Dưới ánh trăng sáng tỏ, em thơ tưng bừng ca hát, rước đèn, phá cổ. Tết Trung thu ở Việt Nam có từ thời xa xưa, đã được in trên mặt trống đồng ngọc lũ. Còn theo văn bia chùa Đội năm 1121, thì từ thời nhà Lý, Tết Trung thu đã được chính thức tổ chức ở Kinh Thành Thăng Long với các hội đua thuyền, múa rối nước và rước đèn. Trải qua hàng ngàn năm, người Việt Nam luôn cho rằng có mối liên hệ gắn bó giữa cuộc đời và vầng trăng. Trăng tròn và trăng khuyết gắn liền với niềm vui, nỗi buồn, sự đoàn tụ, sum họp hay chia tay. Cũng từ đó, trăng tròn là biểu tượng của sum họp và Tết Trung thu cũng được gọi là Tết đoàn viên. Trong ngày vui này, theo phong tục người Việt, tất cả các thành viên trong gia đình đều mong muốn quây quần bên nhau cùng làm mâm cỗ cúng gia tiên. Những năm trước đây, khi đại dịch Covid-19 chưa bùng phát, mới đầu tháng 8 âm lịch, từ các cửa hiệu nơi phố phường sầm uất đến các quán hàng tạp hóa trong thôn xóm hẻo lánh đều bày la liệt bánh trung thu và đồ chơi các loại cho trẻ em. Nào đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân. Mỗi năm vào dịp Tết Trung thu, các tổ chức đoàn thể nơi khu phố, thôn xóm đều chung tay góp sức để tổ chức cho thiếu nhi đón Tết vui vẻ. Vì vậy, ngay từ đầu tháng, các cô, bác trong hội phụ nữ đã đi đến từng nhà để vận động, quyên góp lấy quỹ tổ chức cho các cháu. Đoàn thanh niên làm đèn ông sao to, sửa đầu lân, dọn dẹp nhà văn hóa để các cháu thiếu nhi rước đèn, múa lân, phá cổ. Tranh thủ khi học bài xong, các bạn nhỏ tập múa lân, tiếng trống thùng thình, cắt tùng rộn rã khắp đường thôn, ngõ phố. Ở vùng quê, các mẹ gói những chiếc bánh chưng xinh xắn, chọn các loại quả trong vườn nhà như bưởi, na, hồng, thị, bày mâm cỗ trông thật vui mắt. Trong trường học, thầy cô và phụ huynh hàng năm cũng tổ chức Tết Trung thu cho học sinh. Có trường tổ chức thi gói và nấu bánh chưng, bày cỗ chấm điểm. Có trường thi văn nghệ, kể chuyện sự tích chú cuội, chị Hằng, xem múa lân, phá cổ. Khi đêm về, dưới ánh trăng rằm, tiếng trống múa lân, múa sư tử hòa lẫn trong tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ rộn ràng khắp nơi nơi. Đường phố nhộn nhịp người qua lại, vui cười hớn hở. Dưới ánh đèn lung linh, các bạn nhỏ cùng nhau phá gỗ, người lớn ăn bánh, uống nước chè, ngắm ánh trăng khuya. Năm nay, ngày Tết Trung thu đang cận kề, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà các cửa hàng bán bánh Trung thu và đồ chơi không nhiều như năm trước. Những địa phương đang thực hiện chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, toàn dân nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho mọi người. Dẫu dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng trong lòng trẻ thơ vẫn hào hức chờ mong được đón Tết Trung thu với đêm trăng sáng đẹp bên những người yêu thương. Dù cho mâm cỗ không được đủ đầy, dù không được xem múa lân, đi rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè.